Dạ thưa sư, cho con hỏi làm sao để thành tựu nguyện lực và chân thật. Đó là phương pháp thực hành, chứ đó không phải là sở chứng. Nhớ giùm sư nghe, đó là phương pháp thực hành, chứ đó không phải là sở chứng. Cho nên á, muốn có nguyện lực thì mình quyết định cái gì là mình sẽ làm cái đó. Mình quyết định là mình sẽ tu tập thì mình tu tập đi đến sự giác ngộ, thì mình sẽ tu tập đi đến sự giác ngộ. Dù cho có ra sao thì mình vẫn sẽ tu tập. Mình quyết định là mình giữ giới thì dù có chết mình cũng không phá giới, thì đó chính là cái nguyện lực quyết định. Và cái chân thật cũng vậy, mình luôn luôn giữ gìn sự chân thật dù cho mình có phải bị tổn thất đi chăng nữa. Cho nên nhớ giùm sư, đây là phương pháp thực hành chứ đây không phải là cái thành tựu ha. Cái nguyện lực Atthiddhana chính là cái quyết định nha. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì hay không? Thưa quý vị, để tắt cái vàng. Rồi, kính thưa, nó vẫn còn vàng nữa. Nghe được chưa ta? Rồi, rồi. À, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà nói về làm sao để thành tựu nguyện lực và chân thật quý vị, thì như Đức Hành Đại có nói quý vị, nếu mà nói nguyện lực và chân thật này là hai cái đức tính ở trong 13 Rami, gọi là 13 Rami quý vị. Còn quý vị nói làm sao để thành tựu thì bắt buộc phải tìm hiểu thôi, mình tìm hiểu thêm, mình tìm hiểu chính thì mình tìm hiểu thế nào là chân thật ba la mật và thế nào quyết định ba la mật, thì mình hiểu được rồi, tức là mình học đó, mình học rồi xong mình đem ra mình hành đó. Rồi mình hành liên tục không gián đoạn gì đó thì mới đi đến thành tựu thôi. Còn hỏi làm sao đó, thì từ đây sư chỉ nói vắn tắt thôi, vắn tắt và mình hiểu thôi. Nhưng mà tụ chung á, khi mà hành la ba la mật các quý vị phải nhớ được bốn đặc tính chung, bốn đặc tính chung của ba la mật thôi. Đó là cái trạng thái mà khi chúng ta thực hành ba la mật đó, là trạng thái, cái trạng thái là tế độ chúng sanh. Còn thứ hai là cái tịnh sự, đó gọi là chức năng đó quý vị. Đó là 13 là có phần sự đem lại lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến tất cả chúng sanh, hoặc có phần sự quyết tâm tinh tấn không ngừng tạo các pháp hạnh ba la mật mà không hề thối chí năng nào khiến mình sẽ khó khăn. Và cái thứ ba là kết quả hiện hữu, tức là chư bộ, có nghĩa là một khi mình phát nguyện đó, mình thấy rõ cái lợi ích sự tiến hóa an lạc lâu dài đối với tất cả chúng sanh và đối với bản thân mình. Và cuối cùng đó, nguyên nhân gần đó để mình thành tựu là mình có cái tâm bi bi tâm bi mẫn và cái tâm và cái tâm trí tuệ thưa mình. Đó, quý vị muốn thành tựu hai cái ba la mật này, quý vị phải nắm được bốn cái điều, bốn cái mà để thực hành cái ba la mật nói chung. Còn cái chi tiết để thực hành riêng từng cái, giống như là chân thật ba la mật hay là phát biệt ba la mật, thì quý vị đọc cho sư những cái tài liệu sau. Thứ nhất là pháp hạnh ba la mật của Tỳ Khưu Hộ Pháp, cái thứ hai là Đại Phật Sử Niệm Minh Vương. Đó, quý vị đọc sâu vô cái phần hướng dẫn chúng ta trọn vẹn cho đúng cái tinh thần mà chân thật ba la mật và cái pháp hạnh ba la mật đó, thì khi mà chúng ta hiểu được đó, chúng ta nên thực hành thì nó mới dẫn đến thành tựu. Cái đó là cái ý nghĩa thiết thực. Dạ, cũng xin kết thúc bằng cái lời hỏi này.
Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.